Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh của mình. Thì bên chạy mình sẽ xả một vài dòng cá giá mềm cho anh chị em mình chơi test ha. Thì đây là một cái dòng cá đầu tiên nha anh em, là full gold thủy sinh ha. Thì full gold thủy sinh thì nó không có thể nào mà làm giống chất lượng được, nên là cái giá nó rất là mềm luôn, là 6k một con cho anh chị em nào mà mua về để trưng test, để ngắm test ha. Thì cái này là nó có bao gồm là trống ghi bông, còn máy là máy gen nha anh em. Và cá thì nó sẽ như clip mình quay cho anh em xem ha. Thì số lượng mình có tầm 200-300 con như thế này, mình đi là 6k một con nha anh em, cứ đếm con tính tới ha. Ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên, và phí ship sẽ là 40k trên một đơn nha anh em. Còn thùng shop á, thì bên mình sẽ hỗ trợ. Còn anh chị em nào mà bắt đơn từ 500k trở lên á, thì bên chạy của mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Đơn từ 500k mình có ghi trên góc trái màn hình ha. Đó, thì mình sẽ, ở đây thì mình sẽ nói luôn về cái cách thức giao dịch ảo bên mình. Là anh em muốn mua những cái dòng cá nó ảo bên mình á, thì anh em chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình. Số điện thoại Zalo của mình là mình để trên góc phải màn hình nha anh em. Và anh em mình sẽ hỗ trợ chốt đơn cho anh em. Và cái trong cái lúc mà vận chuyển tới tay anh em á, là mình sẽ bảo hành cá sống khỏe và đủ số lượng cho anh em mình luôn. Là anh em mình nhận cá xong, anh em mình kiểm tra ok là anh em thanh toán cho shipper ha. Đó, ở đây thì mình không có yêu cầu anh em mình chuyển khoản trước. Đó, rồi quay lại vấn đề là cá ở bên mình nha anh em. Đây là Dumbo Big Air Platinum, thì đợt này mình đi giá mềm hơn đợt hẳn là 10k một cặp. Thì do là cái hàng này mình bao cho anh em mình làm giống luôn, và cái xe cá nó cũng rất là ok rồi anh em. Mình đảm bảo với anh em luôn, khi mà anh em mua Dumbo hàng Big Air thân Platinum ở bên mình á, rồi về là mình đảm bảo với anh em là cực kỳ là ưng ý luôn nha anh em. Thì cái này mình đi cho anh em với giá lẻ là 60k một cặp. Anh em nào bắt combo 5 cặp á, thì mình đi cho anh em là 250k. So về mà cái chất lượng mua để về mà làm giống, và mình có bảo hành cái bộ gen mình cho anh em mình chơi luôn, mà cái giá nó có 50k một cặp thì nó rất là mềm nha anh em. Đó, tai bay cực kỳ là to luôn, và cái lưng thân rất là sáng ha. Đó, rồi tiếp tục là dòng full gold ghi bông, hàng tai bê bớm full nắp sành nha anh em. Anh em thấy cái vảy lên rất là sáng ha, và anh em thấy được cái size cá nó cũng khá là to rồi. Anh em có thể so sánh với cái ngón tay của mình nha. Đó, thì ở đây là toàn bộ là cá mái hết nha anh em, tại vì full gold thì nó chủ yếu là con cá mái thôi, còn con cá trống thì nó sẽ như một khuôn như nhau, nó sẽ full hết 100% luôn. Thì hàng full gold ghi bông tai bê bớm full nắp sành này mình đi cho anh em là 100k một cặp nha. Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á, thì mình đi cho anh em là 400k. Cái giá này thì mình đảm bảo với anh em luôn, cực kỳ là mềm nha anh em. Anh em thấy cái bộ vảy bên mình nuôi lên rất là đều ha, nó full vảy giáp thân luôn anh em, và cái màu nhìn rất là sáng luôn. Dành cho anh chị em nào mà mua về để làm giống, hoặc là anh em nào mình thích để chơi tết á, là anh em có thể sử dụng lựa chọn những cái màu vàng như đó ha. Rồi, còn đây là mình sẽ xả rẻ luôn nha anh em, là Will Coi Sọt Si Thu ha. Cái này thì mình bán lẻ thì sẽ là 30k. Còn anh em nào bắt được 10 cặp á, là mình sẽ xả một lần 10 cặp cho anh em luôn, là 220k hàng như thế này nha anh em. Hàng hiện tại nó cũng đã ôm trứng và nó ôm bầu nhẹ rồi. Anh em nhìn vô cái nội tạng, nhìn vô cái bụng của con cá là sẽ biết được là cá đang ôm bầu và ôm trứng ha. Đó, tại vì đây là một cái dòng cá siêu thu nhìn xuyên thấu anh em. Cái này là mình xả rẻ bỏ dòng luôn, nên là cái giá nó rất là mềm, anh em mình tranh thủ ha. Đó, rồi tiếp tục là hàng này có hàng, đợt này có hàng combo cho anh chị em mình chơi luôn ha, là coi ghép e full hai tay xây bầu 50k một cặp, là mình bán giá lẻ nha anh em. Còn anh em nào bắt được combo 10 cặp á, là mình đi cho anh em là 400k luôn. Cái hàng này mình đảm bảo với anh em luôn, rồi nó thuần, rất là thuần anh em. Nó thuần ở đây á, là cái bộ gen của nó lại lên, cái đời con của nó đẻ ra lên rất là đều luôn, nên là nó mới có cái giá mềm như thế này anh em. Thì cái này mình sẽ bán theo combo cho anh em nào mà thích mua combo thì mình đi mua, thì mình sẽ bán combo cho anh em là 10 cặp 400k ha. Đó, còn anh em nào mua lẻ 1 cặp 2 cặp 3 cặp á, thì sẽ là 50k một cặp. Thì anh em mà muốn mua những cái dòng cá nổi của mình thì anh em chụp màn hình lại. Thì mỗi dòng anh em muốn bắt 1 cặp 2 cặp đều được nha, thì mình vẫn bán cho anh em ha. Đó, rồi tiếp tục là dòng cá xả bên chạy của mình đó nha anh em, là Full Get Blue Air. Thì đây là một cái dòng cá thân nó màu đỏ và hai cái tai bên nó là màu xanh. Cái này mình đi 5 cặp cho anh em là 120k ha, dành cho anh em nào mà chơi tết thả top view của anh em, thả thủy sinh nhìn từ trên xuống, hoặc là anh em làm giống cũng được nha, tại vì bên mình bán là cá thần chủng hết nha anh em. Còn anh em nào mà mua được 10 cặp á, thì mình đi cho anh em là 200k, giá cực kỳ mềm anh em.
thì tính ra nó có 10k một con, mà anh em có cá thần chủng để về làm giống, mà có cá để chơi thủy sinh chơi tết nữa thì cực kỳ là chất lượng cho đợt này ha. Rồi tiếp tục là dòng cá chơi trên hồ kính, mà cái màu nó là một cái màu tím nha anh em, là Ivory Hormone BDS ha. Đó, đuôi thì nó có những cái tia như là một cái giọt nước đó anh em. Thì hiện tại là mình còn tầm 7-8 cặp. Anh em nào bắt hết luôn thì mình có dư trống á, thì mình sẽ tặng cá trống cho anh em mình luôn ha. Và xe cá nó cũng 3 tháng rồi anh em. Ở đây mình quay là có cả trống và cá mái cho anh em xem ha. Và đuôi nó bung cũng khá là đẹp này. Cái này thì mình đi lẻ cho anh em là 50k một cặp nha. Còn anh em nào bắt từ 5 cặp trở lên á thì mình tính cho anh em là 40k một cặp. Đó. Thì cái hàng này cái tỷ lệ nó làm nó rất là khó luôn nè. Mà đi cái giá này thì nó khá là mềm. Anh em nào mà theo dõi thị trường á thì sẽ biết ha. Đó. Rồi tiếp tục là dòng mà Metal Blue Tail nha anh em. Metal Blue Tail này thì lúc trước cái giá nó cũng rất là cao luôn nè. Tại vì làm nó ra rất là khó. Thì anh em biết á, cái dòng nào mà nó khó nuôi mà cái tỷ lệ lên nó ít á, là cái giá nó sẽ rất là cao. Nhưng mà hiện tại thì mình làm nó có cái số lượng rồi anh em, là có cái số lượng duy trì để bán cung cấp cho anh em mà. Nên là mình đi mình vẫn giữ cái giá mềm bán cho anh em ha. Ở trên cá của mình mà anh em thấy ha, là nó sẽ full cái vảy metal ở trên thân luôn. Anh em thấy cái vảy metal trên thân rất là đều với nhau ha, nó không có bị lõm ở chỗ nào hết. So với chất lượng mà mình bán cái giá này mình đảm bảo với anh em luôn, rất là mềm. Đó. Rồi tiếp tục là dòng màu đỏ nha anh em, là Metal Gateway Hormone BDS. Metal là nó có những cái hoa văn trên thân đó nè, anh em thấy cái hoa văn trên thân nhìn rất là đẹp ha, giống như là con cá mà anh em mặc thêm một cái áo giáp cho nó vậy đó. Đó. Hormone là nó sẽ đuôi rất là to và đuôi hình chữ D, BDS là quay lưng to nha anh em. Thì cái dòng này là hàng tiễn giống ở bên của mình, thì mình đi cho anh em là 100k một cặp nha. Anh em nào bắt combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em là 400k. Thì số lượng không có nhiều nha anh em, thì mình còn tầm 10 đôi à, mình chia cho anh em tầm 10 đôi nữa thôi là mình hết rồi, tại vì mình còn trường để làm sinh sản đó anh em. Đó. Rồi tiếp tục là hàng tiễn nha anh em, hàng tiễn bên chạy của mình ha. Thì hàng này trên thị trường có rồi nhưng mà nó rất là ít, mình đảm bảo với anh em luôn là thị trường chưa có số lượng nhiều. Thì đợt này mình có được mình còn tầm 5-6 cặp đó anh em, và mình đi cái giá mềm hơn được thẩm cho anh em mình chơi ha, là coi ZE ghi bông full hai tay luôn, mà nó siêu thu nha anh em. Siêu thu là nhìn xuyên thấu nội tạng ha. Đó. Vì mình đảm bảo với anh em là thị trường chưa có số lượng nhiều á. Đó. Thì cái này mình đi cho anh em là 250k một cặp. Anh em là bắt được combo 5 cặp á thì mình bán cho anh em là 1 triệu. Đó. Anh em thấy là hai cái tơ bơi rất là đậm ha, nó full màu rất là đậm luôn. Trên thị trường thì anh em có thể tham khảo đi, nó rơi vào tầm từ 500 và tới 700.000 một cặp á. Đó. Ở đây mình bán cho anh em là 250k một cặp ha. Tại vì ở đây là cá của mình làm ra nè, nên là nó lên cũng không có nhiều á, thì một bầy nó có mấy cặp mà, đó, nó rất là ít luôn. Rồi tiếp tục là dòng cá chơi top view, cho anh chị em nào mà thích những cái dòng cá mà đuôi to mà ngắm từ trên xuống là đây một cái dòng đỏ tia thân Platinum nha anh em. Thì dòng đỏ tia Platinum này á, mình đi combo cho anh em là 5 cặp 150k ha, còn anh em nào bắt lẻ 1 cặp 2 cặp á, thì sẽ là 40k một cặp. Cá thì bên mình bán từ 2 tháng rưỡi cho tới say 3 tháng nha anh em. Cá nào mà nó còn tơ á, thì mình sẽ ghi là cá tơ. Còn những cái dòng cá nào mà mình không có ghi á, là con cá này là nó sẽ đủ tháng nó sinh sản được. Đó. Thì như đây là một cái dòng đỏ tia Platinum, nó sẽ gây vào tầm 2 tháng rưỡi cho tới 3 tháng. Rồi tiếp tục là dòng Blue Tặc Răng. Thì Blue Tặc Răng này anh em nào mà theo dõi kênh của mình hoặc là chơi lâu thì cũng rất là quen thuộc với những cái dòng cá này. Anh em thấy rất là dễ nuôi luôn, và nó dễ sinh sản mà nó dễ nuôi, mà nó cũng như là anh em nào mà ít thời gian chăm sóc á là cũng vẫn chơi được cái dòng cá này luôn. Dành cho anh chị em nào mà tập chơi á thì Blue Tặc Răng này mình đi cho anh em á là 5 cặp thì sẽ là 100k ha, còn anh em nào bắt được 10 cặp á thì mình đi cho anh chị em đó là 180k, và phí ship sẽ là 40k trên một đơn nha anh em. Còn anh chị em nào bắt đơn từ 500k trở lên á thì bên chạy của mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Đó. Cái này anh em có thể nuôi bầy đàn được á, nuôi theo số lượng bầy đàn thì nó sẽ kiểu nó lanh hơn nè, nó lanh hơn và nó sẽ dễ chăm sóc hơn nữa. Rồi tiếp tục là dòng cá hàng tiễn giống, hàng một cái dòng cá cuối cùng cho một cái clip ngày hôm nay nha anh em, là bộ lô tu bát ghi bông fin xe dày, tay dài hơn tay siêu bơi, hàng siêu tay bơi nha anh em, hàng long e ha. Thì tí xíu nữa mình sẽ quay từ trên xuống cho anh em xem. Còn đây là mình show ngay cho anh em xem được cái fin xe của nó dày như thế nào và cái cọng ghi bông của nó chất lượng như thế nào ha. Cái này thì hàng tiễn giống ở bên chạy của mình, và mình bao cho anh em
chung một cái bộ gen về cho anh em mình làm giống luôn. Thì cái này mình đi cho anh em là 200 chai một cặp ha. Thì hiện tại mình còn có vài đâu đó là hết rồi anh em. Là mình lên một cái bài mới nha. Đó, đây là mình quay từ trên xuống cho anh em xem nè. Anh em thấy cái tờ bên rất là dài ha. Đó. Thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay anh em. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha.